Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên Youtube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tầm 1149 bộ truyện võ luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1149 của bộ truyện này. Võ luyện điên phong chương 5374 Dương Khai ngoan ngoãn ở lại, hắn cũng biết mình đã không có sức tái chiến, lưu lại trên chiến trường chỉ là vướng víu. Mặc dù không thể kiên trì đến thời khắc cuối cùng, có hơi khiến cho người ta tiếc nuối, nhưng mà thành tựu chém một vị cử phẩm mặc đồ đã hòa tan phần thất lạc này. Cảm nhận được từng ánh mắt kính ngưỡng xung quanh, Dương Khai khẽ nhỉn miệng lên. Điều thấp, phải khiêm tốn, không có khả năng quá lộ liễu. Có thể giết cử phẩm mặc đồ kia chỉ là cơ duyên xảo hợp, không phải là mình thật sự có bản sự này. Dương Khai âm thầm tự khuyên bảo mình. Thế nhưng mà, thật sự rất là sung sướng. Bây giờ có thời gian nghỉ ngơi, hắn đại khái đã hiểu, cự phẩm mặc đồ kia là chết ra sao. Chỉ trách đối phương vận khí không tốt. Trốn thì trốn đi, nghĩ cái gì quay lại tìm mình. Hắn tùy tiện đi tìm bác phẩm nào có lẽ đều có thu hoạch. Nghiên đầu sang chỗ khác, Dung Khai cười cười với một bác phẩm ngồi bên cạnh mình, thận trọng gật đầu. Cha đại nhân Ngồi bên cạnh hắn là cha bồ, Vị tổng trấn cấn đinh trấn này thấy cái mặt hắn liền co quắp. Muốn cười thì cứ cười đi. Nhìn mà làm gì? Dương Khai đắm chìm trong thành tựu chém giết cửu phẩm lớn lao. Chính là lúc Xuân Phong đắc ý. Vị tổng trấn này lại phiền muộn muốn chết. Không gì khác, trận chiến này hắn tham dự quá ít. Là một bác phẩm thâm niên, lúc này hắn hẳn là đang rong rủi trên chiến trường, giết mặt diệt địch mà không phải tránh trong đại diễn quan chủ thương xem kịch. Nhưng hắn cũng là bất đắc dĩ, giống như Dương Khai. Hắn đã mất đi sức tái chiến. Trước đó các bác phẩm tế ra phá tà thần mâu khởi xướng tổng tấn công. Hắn cũng tế ra phá tà thần mâu, nhưng mà lại không có thu hoạch. Chỉ vì kẻ giao đấu với hắn là cửu phẩm mặc đồ. Khi đó hắn chỉ cảm thấy đối phương quá dị, ngay cả phá tà thần mâu đều có thể tránh lại không ngờ. Đến khi đối phương bộc phát ra uy thế cử phẩm khai thiên, hắn mới hiểu được tất cả. Cũng may, cựu phẩm mặc đồ kia chỉ nhằm vào tiêu tiếu lão tổ, bộc phát trong nháy mắt. Đại bộ phận tinh lực đều đặt trên thân lão tổ. Nếu không, cha bồ đã bị đối phương chém một kiếm mất mạng ngay tại chỗ. May là Dung Khai hợp thời đuổi tới, cứu hắn ra khỏi vòng vây loạn quân, đưa về đại diễn quang. Về sau, vì đánh lén xa không, hắn lại cô nén thương thế xuất thủ một lần. Lại bị xa không đánh cho thương càng thêm thương. Sau đó xa Sa không bị Dung Khai giết. Hắn lại chỉ có thể kéo lấy cái thân thể tàn tật. Lần nữa quay trở về đại diễn để an dưỡng. Nói cách khác, nguyên một trận đại chiến, hắn không giết được bất kỳ một cường giả mặt tộc nào. Hắn là bác phẩm khai thiên, mà lại là số ít bác phẩm lâu năm có trận đại chiến nào không phải công huân hiển hách, nhưng mà lần này lại không hết nhân ý. Không có so sánh còn chưa cảm thấy gì, bây giờ có dương khai để so sánh, trong lòng tra bồ cảm thấy thật khó chịu. Hắn tình nguyện chiến tử trên chiến trường, cũng không muốn ở chỗ này ngồi không. Tra đại nhân, im đi. Dương khai cầm nín. Vị tra tổng trấn này có vẻ tâm tình không được tốt lắm, Dương Khai còn muốn hỏi hắn thường thế ra sao rồi Thấy vậy chỉ có thể im miệng mà thôi Quay đầu quan sát chiến trường Thấy mặt tộc binh bại như núi đổ Vực chủ lãnh chúa đều bỏ mạng chạy trốn Thân ảnh của tiêu tiếu lão tổ xuất hiện khắp nơi Mặt tộc không ai địch nổi Nhào nhào bạo thể mà chết Chính là những vực chủ kia Một khi bị đuổi kịp Chỉ có một con đường chết Đại cục đã định không ai cản được tiêu tiếu lão tổ. Phía trên chiến trường này, nàng chính là vô địch. Phạm lập vực chủ bị nàng để mắt tới, không ai có thể trốn. Nháy mắt, đã có 4 năm vực chủ chết dưới tay nàng. Trận chiến này nhân tộc thắng. Còn lại chính là kết thúc. Bây giờ đại quân mặt tộc còn có hơn 3 vạn. Vực chủ lãnh chúa cũng có đại lượng may mắn còn sống sót. Muốn ngăn hết nhiều mặt tộc như vậy không phải chuyện đơn giản có mặt tộc đào vong là chuyện không thể tránh. Nhân tộc muốn truy sát hoàn toàn không phải chuyện dễ. Kịch chiến cho tới nay, mặt tộc thương vong thảm trọng, nhân tộc cũng tổn thất không nhỏ. Sống sót nào có ai không phải là toàn thân đẫm máu. Bây giờ việc nhân tộc có thể làm là thừa dịp tận lực giết địch. Bên trong chiến trường hỗn loạn kia, Dương Khai thấy được thần hy, thấy được toàn phong đội thấy được mấy vị quân đoàn trưởng thực lực cường đại, còn có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, không thấy hoàng tướng nương đâu. Vật chủ giao đấu cùng nàng cũng không thấy bóng dáng, không biết là chạy trốn hay đã chết. Tử nương bị xử lý rồi sao? Dương Khai không khỏi ai nấy. Lúc trước hắn vì thoát khỏi sự truy kích của vật chủ kia mà tế ra linh vũ phân thân của tử nương, nhưng phân thân kia chỉ có thực lực thất phẩm khai thiên có thể ngăn cản vượt chủ kia một lát là không tệ rồi. Bị xử lý là hợp tình hợp lý. Không biết phần thân diệt vong có ảnh hưởng gì đối với bản tôn hay không. Lần sau đến bất hồi quan phải hảo hảo xin lỗi người ta. Thở nhẹ một hơi, dung Khai trầm tĩnh lại. Nhân tộc đi đến bước này quá là khó khăn. Bao nhiêu vạn năm tranh đấu ẩn nhẫn trù tính, rốt cuộc có hy vọng thấy được ngày diệt hết mặt tộc sau trận chiến này mặc chi chiến trường nên tính là đã được bình định. Các tướng sĩ, các quan ải có thể khải hoàng trở về 3 ngàn thế giới. Bọn họ rời gia viên của mình thật sự đã quá lâu. Thu liễm tâm tư, lúc này Dung Khai mới bắt đầu điều tra thương thế. Trên nhục thân, một lộ thủng to lớn kéo dài từ xương bả vai đến gần cuối bụng. Kim khí quanh quẩn miệng vết thương, thương thế thảm liệt thần thức cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Trước đây hắn bị giết xa không, không tiếc va chạm thần niệm. Đã có chỗ tổn hại, cựu phẩm mặc đồ kia lại xuất kiếm khiến thương tích càng thêm nghiêm trọng. Còn có tiểu càng khôn. Xem kỹ một lát, trên bầu trời tiểu càng khôn, một khe nứt to lớn nằm yên. Từ trong vết nứt có dâm nhiên kiếm khí tràn ngập, không ngừng phá hư sự ổn định trong tiểu càng khôn. Dương Khai kinh hải phải biết rằng tiểu càng khôn của hắn có thế giới tử thụ công hiệu trấn trụ của vật này còn cường đại hơn cả càng khôn tứ trụ có tử thụ phong trấn tiểu càng khôn tiểu càng khôn kiên ổn vạn phần công kích bình thường mơ tưởng trùng kích đến tiểu càng khôn thế nhưng chịu một kiếm của cửu phẩm mặc đồ ngay cả tiểu càng khôn đều bị bổ ra có thể thấy uy thế một kiếm kia khủng bố ra sao dương khai đoán chừng nếu như mình không có tử thụ phong trấn, sợ so rằng tiểu càng khôn đã bị triệt để phá hủy đi. Chỉ một kiếm chém cho Dương Khai bị thương nhục thân, thần thức và thậm chí là tiểu càng khôn. Và giả tầm thường thụ thương như vậy hẳn phải chết không cần nghi ngờ. Chính là những bác phẩm kia đều không có con đường sống. Có điều đối với Dương Khai mà nói những thương thế này có vẻ như không lớn lao. Nhục thân tổn thương cố nhiên đáng sợ nhưng chỉ cần nghĩ biện pháp xua tan kim ý trong máu thịt đi, bằng vào long mạch chi lực tự nhiên có thể khôi phục. Thần thức tổn thương thì càng không cần nói, Dương Khai chẳng buồn để ý. Ôn thần liên còn đang không ngừng sinh ra thanh lương chi ý, giảm bớt đau đớn cho hắn, đồng thời cũng tu bổ thần thức của hắn. Về phần tiểu càng khôn, cũng đang thong thả khép lại. Thế giới tử thụ quả nhiên không tầm thường, Tiểu Càng Khôn bị chém ra, hẳn chỉ là bởi vì thực lực của hắn chưa đủ, không phải là tử thụ không tốt. Có tử thụ, vết nứt này khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là vấn đề thời gian. Điều tra một phen, Dương Khai thấy, việc mình cần làm bây giờ là nghĩ biện pháp su tan kim ý trên miệng vết thương, khôi phục nhục thân là đủ. Cố gắng thử một phen, Dương Khai chán nản. Kim ý này thật quá đáng, hắn không có khử đi được. Giờ chỉ có thể chờ lão tổ giết địch trở về, đến khi đó xin lão tổ xuất thủ tương trợ. Nghĩ tới đây, Dương Khai cũng không đi làm chuyện vô dụng, mà là ngồi ngay ngắn trên tường thành, quan sát chiến trường. Chương 5375 Một chiếc chiến hạm rách rưới, loạn choạng từ chiến trường lướt tới, bay vào trong đại diễn quan. Từ trên chiến hạm một bóng người bay xuống tường thành, đáp xuống cạnh Dương Khai. Sau đó không có hình tượng chút nào, đặt mông ngồi bệt xuống đất, miệng thở hổn hển. Trông thật sự thê thảm, so với Dương Khai chỉ có hơn chứ không kém. Hắn lại nhếch miệng cười với Dương Khai không ngừng, rồi trêu chọc. Dương Huynh, thường thế của người đúng là không nhẹ. Có vẻ như lo lắng, nhưng Dương Khai rõ ràng nhìn thấy vẻ đắc ý trong mắt hắn suy nghĩ một chút kỳ phản ứng rồi cười nói. Không sao, vết thương nhỏ mà thôi. Xài huynh cũng thương thế rất nặng, tranh thủ thời gian chữa thương mới là chuyện quan trọng. Người tới là xài phương. Chiếc chiến hạm trách rưới chính là chiến hạm của lão quy đội. Chiến hạm lão quy đội da dài thịt béo, các đội viên đều tu hành bí thuật phòng hộ. Dưới tình huống bình thường, duy trì một trận chiến dịch là không có vấn đề gì. Chỉ là trước đây, lão quy đội vì kềm chân một vị vật chủ, phong thiên tỏa địa. Trong hư không, phong bế, toàn bộ tiểu đội liều chết với vật chủ. Sau trận đại chiến đó, lão quy đội tổn thất không nhỏ, chiến hạm đều sắp bị đánh cho phát nổ, không thể không rút khỏi chiến trường. Bây giờ trên chiến trường lục tục ngon ngoe có tướng sĩ trở về, đều là đã vô lực tái chiến. Tiếp tục lưu trên chiến trường chưa hẳn có tác dụng gì ngược lại còn có lo lắng về tính mạnh sài phương thường thuế tuy là nặng tinh thần lại cực kỳ phấn chấn nghe vậy khoát tay nói ta không có việc gì chỉ là vết thương nhỏ mà thôi dường như động tác quá lớn vết thương toàn thân phúng huyết một trận khiến cho sắc mặt của sài phương tái nhợt khí tức yếu ớt dương khai cùng tra bồ nhìn hắn Sài Phương ho nhẹ một tiếng, tranh thủ thời gian thôi động lực lượng phong bế vết thương, giống như vô ý, hí hững nói. Vực chủ quả là không có tầm thường, thường thế này quả là phiền phức, chỉ sợ phải tu dưỡng một hồi mới có thể khôi phục. Dương Khai không lên tiếng, tra bồ cũng lười quan tâm tới hắn. Sài Phương nói tiếp. Vực chủ đại diễn chiến khu, vốn có bảy tám mươi vị. Sau trận chiến này, sợ rằng sống không được mấy tên. Chỉ mong lão tổ có thể đuổi tận giết tuyệt, bằng không có cá lọt lưới, về sau rất là phiền phức. Dương Khai ừ một tiếng rầu rĩ, Sai Phương lại nói tiếp. Mà các bác phẩm tổng trấn truy sát còn phải cẩn thận, không thể không nói. Những vật chủ này mặc dù thực lực không bằng bác phẩm nhân tộc chúng ta, nhưng mà khi liều mạng không có dễ đối phó, đội ngũ xài mổ lần này tổn thất không có ít. Hắn trái nói vật chủ, phải nói vật chủ, nói tới mức tra bồ bực bội, không kiên nhẫn, lườm hắn. Người muốn nói điều gì? Xài phương cũng nghiêm lặng. Thường thế mình như vậy, còn ba ba chạy tới là vì điều gì? Không phải là muốn nghe lời tán dương hay sao? Hết lần này tới lần khác, dương khai cùng tra bồ, chẳng có vẻ muốn tán dương chút nào thật sự là không có hiểu phong tình. Cũng lưỡi vòng vo, Sài Phương nhìn về Dương Khai, nháy mắt ra hiệu. Dương Huynh à, vừa rồi ta chém một vị vực chủ, người có thấy không? Hắn một bộ, nhanh khen ta đi. Tra bộ nhìn mà tâm mệt mỏi. Bảo sao, tên này thương thế thảm trọng như vậy, không đi chữa thương, mà chạy tới nơi này nói chuyện phiếm. Nguyên lai like là chạy tới khoe khoang cũng không hoàn toàn tính là khoe khoang. Thất phẩm chém vật chủ đúng là hành động vĩ đại. Đừng quản vật chủ kia có phải là bị lão tổ gây thương tích hay không. Chém chính là chém. Nếu là khi khác, tra bồ có lẽ sẽ còn tán dương hắn vài câu, nỗ lực vài câu. Nhưng hôm nay, bản thân hắn tâm tình không được tốt, quả quyết lên tiếng nói. Dương khai cũng chém vật chủ, là vật chủ xa không Sài Phương nháy mắt mấy cái, bất vi sở động nói. Hắn chém vực chủ, không phải là chuyện rất bình thường sao? Vực chủ chết trên tay hắn, nào chỉ có mấy tên? Toàn bộ tướng sĩ đại diễn quan, người nào mà không biết, dương khai là dị loại. Thực lực của người này không thể đơn thuần lấy phẩm giai để mà cân nhắc. Sài Phương cũng không ngờ tới việc đi so với hắn. Dương khai chém vực chủ, không ảnh hưởng tâm tình khoái trá của hắn. Tra bồ thở dài một tiếng, thật sự là không muốn tiếp tục đã kính hắn. Chỉ là cứ nhìn hắn đung đưa trước mặt mình như vậy, thật là phiền muộn. Vì vậy khó chịu nói. Vừa rồi, Dương Khai còn một quyền, đấm chết cử phẩm mặc đồ kia. Sài Phương nghe, lập tức trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn nhìn tra bồ. Một bộ muốn hỏi, ngươi là đang đùa ta có đúng không? Hắn thật đúng là không biết việc này. Thời điểm vương chủ bị giết, cự phẩm mặc đồ bị chém, hắn cùng đội viên lão quy đội đang huyết chiến cùng với vực chủ kia, hoàn toàn không hay biết gì ở ngoại giới. Đến tận khi lão tổ xuất thủ đã thương vực chủ kia, xài phương thừa cơ giết, không gian phong cấm mới được giải khai. Cha bồ cũng lười quan tâm, cũng không có ý giải thích, muốn tin hay không, nhiều người như vậy đều thấy rõ ràng. Sài Phương quay đầu nhìn Dương Khai khô khóc miệng lưỡi. Dương Huynh ạ, à, cựu phẩm mặc đồ kia, thật sự bị người giết sao? Trên chiến trường xác thật đã không có khí thức cựu phẩm mặc đồ. Hắn vốn cho rằng là lão tổ xuất thủ giết. Nhưng nếu như tra bồ không lừa hắn, vậy thật quá kinh khủng rồi. Dương Khai thận trọng cười một tiếng nói. May mắn thôi, là lão tổ xuất thủ làm cho hắn bị thương. Chính Dương Khai cũng đã thừa nhận rồi, vậy chuyện này không thể nào sai. Dương Khai không tới mức mặt dày mày dạng ôm công cho mình. Xài Phương lại thất thần, một quyền đấm chết cử phẩm mặc đồ. Coi như Dương Khai thật là dị loại, coi như cử phẩm mặc đồ kia bị lão tổ gây thương tích, đó cũng vẫn là cử phẩm. Xài Phương đưa tay nâng trán, cảm thấy choáng váng đầu óc Tra bồ hư lạnh một tiếng, đắc ý trước mặt ai không tốt, hết lần này tới lần khác chạy tới trước mặt Dương Khai. Đây không phải là tự tìm tai vạ hay sao? Hắn cũng hiểu tâm tình của Sài Phương. Dương Khai lấy tu vi thất phẩm chém vực chủ đã không phải là chuyện mới mẻ, đắc ý trước mặt người khác không có ý nghĩ gì. Sài Phương có lẽ muốn được Dương Khai công nhận. Chỉ tiếc thứ chiến tích bình thường là to lớn trước mặt hành động vĩ đại một quyền đánh nổ cử phẩm mặc đồ có vẻ hơi không quá đáng chú ý Sài Phương nhìn về tra bồ rồi ân cần nói Tra đại nhân thường thế thảm trọng như vậy đây là chém được mấy vật chủ hắn không phải cố ý muốn kích thích tra bồ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi tra bồ tráng nổi gân xanh một cước đạp hắn ra ngoài sau đó quát cút ngay Xài Phương không chút phòng bị, bị đạp bay ra ngoài. Thân ở giữa không trùng, thê thảm rú. Vết thương trên người phun máu không thôi. Dương Khai kém chút thì cười ra tiếng. Tra bồ hung tận lùm hắn, bỗng nhiên đứng dậy. Mẹ kiếp, cái chỗ quái quỷ này không thể nào ở lại thêm. Hai thằng quắc con đều đắc ý khoe khoang trước mặt mình. Thất phẩm chém vực chủ, giết cử phẩm. Lão tử là bác phẩm, vậy mà không có chút công tích nào. Dù vậy sao mà được? Sau một khắc, Dương Khai trận mắt há mồm, nhìn tra bồ ngao ngao kêu, kêu lấy thân thể tàn tật, bật vào trong chiến trường. Trong đại diễn quan yên tĩnh, chiến trường hỗn loạn không duy trì bao lâu. Mặt chiêu, cử phẩm mặt đồ đã bị chém. Tất cả mặt tộc đều biết đại thế đã mất. Đại diễn chiến khu đã bị nhân tộc triệt để thu phục. Vực chủ còn sống đều nghĩ trăm phương ngàn kế đào mệnh ngay cả các lãnh chúa cũng như vậy. Bác Phẩm Khai Thiên cũng từng nhánh tiểu đội truy sát bọn hắn, thành ra chiến trường to lớn cấp tốc huyết trương ra ngoài. Một lát sau, hư không quanh vương thành, vậy mà văn bóng không còn ai, chỉ có hài cốt từng chiếc chiến hạm. Thì cốt tướng sĩ nhân tộc cùng mặt tộc trôi lơ lửng, để lại vết tích, nói lên một trận đại chiến thảm liệt. Đại quân nhân tộc muốn truy sát mặt tộc, chắc chắn phải hào phí thời gian, không phải thời gian ngắn là có thể giải quyết. Dương Khai ngồi trên tường thành tu dưỡng hai ngày, thường thế trên thần thức cùng tiểu càng khôn chuyển biến tốt đẹp lên rất nhiều. Chỉ có tổn thương nơi nhục thân bởi vì có kim mí, chẳng những không có chuyển biến tốt, ngược lại còn có dấu hiệu chuyển biến xấu. Nhưng hắn có lòng mạch chi thân, nên không quá để ý những thứ này. Hôm nay hắn không còn chiến lực đỉnh phong nhưng mặt tộc cũng không có cường giả, không có chỗ cần hắn xuất lực. Lục tục ngo ngoe, có từng nhánh tiểu đội giết địch trở về, tất cả đều đẫm máu đầy người, loại tinh thần vô cùng phấn chấn, rõ ràng có thu hoạch không ít. Hai ngày sau, Dương Khai khôi phục một chút khí lực, vọt vào trong chiến trường, du tẩu giữa vô số thi hài cùng hài cốt chiến hạm. Rất nhanh, hắn tìm được một cây trường linh màu sắc ảm đạm, Yên lặng cảm giác một phen, Dương Khai thở dài. Đúng như hắn nghĩ, đạo phân thân này đã bị xử lý, trường linh này đã mất hết linh tính, mặt ngoài còn rách tung toé gần như đứt thành hai đoạn, không còn lộng lẫy như trước đây. Yên lặng thu hồi trường linh, chuẩn bị lần sau có tới bất hội quan, thì trả lại vật này cho tứ nương. Cũng không biết có bị tứ nương mắng trong một trận hay không phần thân thật tốt đi theo hắn, mới không được mấy ngày, đã bị hắn tế ra làm bia đỡ đạn. Việc này làm xác thật không hay. Ngẫm lại tính cách của Hoàng Tứ Nương, bị chửi một trận hẳn là khó tránh. Từ trong đại diễn càng ngày càng nhiều tướng sĩ xuất trận. Những người này đều là người lưu thủ đại diễn, mượn nhờ đủ loại bố trí trên đại diễn để giết địch. Bây giờ đại quân mặt tộc thoát khỏi chiến trường, bọn họ không cần tiếp tục lưu thủ. Rất nhiều người ngự sử chiến hạm truy kích ra ngoài, chỉ có mấy trăm người lưu lại mà thôi. Dù sao đại diễn quan cũng cần trông coi, không thể chạy không còn một móng. Trong quan còn có rất nhiều người về từ chiến trường đang cần chữa thương. Lần lượt từng bóng người yên lặng xuyên thẳng qua chiến trường, thu liễm từng bộ thi cốt của đồng đội. Rất nhiều tướng sĩ, chiến tử, ngay cả thi cốt đều không lưu. Có thể nói, ngoài trừ ngày sau lưu tên họ trên anh Linh Bia, bọn họ không có để lại vất, bất kỳ vật gì. Mà chính là có những tinh nhuệ nhân tộc này, người sau tiếp người trước mới có đại diễn chiến khu của ngày hôm nay. Trận chiến này nhân tộc đại thắng là thắng lợi thuộc về tất cả tướng sĩ từng hy sinh trên mặt chi chiến trường. Dương Khai cũng bớt phóng túng, ngẩng đầu quan sát kỹ chiến trường rộng lớn, khẽ thở dài. Chỉ nguyện sau trận chiến này, mặt chi chiến trường không còn chiến tranh nguyện cho ba ngàn thế giới được bình an. Chương 5376 Dương Khai đi tới Vương Thành Tòa Vương Thành này không biết sừng sững bao nhiêu vạn năm. Đây là chỗ căn cơ của mặt tộc đại diễn chiến khu. Nhưng mà giờ này, ngày này, chỗ phụ lục Vương Thành này lại sụp đổ. Trong Vương Thành là một mảnh tường đổ vách siêu, từng tòa mặt xào nguy nga to lớn hoặc sụp đổ hoặc triệt để bị hủy diệt, còn hoàn hảo không chút tổn hại đã chẳng giữ được mấy tòa. Toàn bộ chỗ phụ lục trên vương thành không có nửa điểm sinh cơ. Mặt tộc đại bại, chết thì chết, trốn thì trốn. Vương thành to lớn như vậy, triệt để hóa thành một tòa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Dương Khai không để ý những vật chủ mặt xào, mà là đi thẳng tới vương cấp mặt xào vương cấp mặt xào bị hắn một kích oanh cho sập. Hắn vốn cho rằng đã hủy đi rồi. Trên thực tế lại không triệt để phá hủy đi. Mặc dù đã sụp đổ, vương chủ mặt xào vẫn rất nguy nga to lớn. Dương Khai đứng trước mặt xào, yên lặng nhìn một lát, rồi cất bước đến phía trước. Tìm được lối vào mặt xào, bước vào trong đó. Chợt vừa vào bên trong, Dương Khai liền cảm nhận, trong mặt xào này Chợt vừa vào bên trong, Dương Khai liền cảm nhận được, trong mặt xào này có năng lượng mênh mông đang phun trào. Đây là do vị vương chủ kia vì ưng đối tiếu tiếu lão tổ, phải cung cấp năng lượng khổng lồ vào trong mặt xào, cho hắn mượn lực. Mà bây giờ, những năng lượng này đã không có chỗ dùng. Ngay cả vương chủ đều đã chết, ai còn có thể dùng? Nhân tộc là không dùng được. Đúng là lãng phí. Dương Khai oán thầm không biết mặt tộc vì tạo ra chỗ năng lượng mà tiêu hao biết bao nhiêu là tài nguyên. Bởi vì sụp đổ, thông đạo trong mặt xào cũng không quá thông suốt, có nhiều chỗ tắc nghẽn. Dương Khai dễ dàng mở ra một con đường, rất nhanh đi đến mặt trì. Mặt xào các cấp cơ bản đều như nhau, khác nhau chỉ là kích thước mà thôi. Nếu như nói mặt trì của lãnh chúa mặt xào là vũng nước động, như vậy cấp vực chủ là bể nước mà vương chủ là hồ nước lớn. Trong mặt trì, mặt chi lực cuồn cuộn, năng lượng bành trướng. Trên thành trì, càng có thật nhiều bướng thịt nhúc nhích. Bên trong dẫn dục tân sinh mệnh của mặt tộc, giống như tùy thời có thể phá lụ mà ra. Dương Khai không đi để ý, những mặt tộc này coi như thật sự được sinh ra, đó cũng chỉ là mặt tộc tầng dưới chót nhất, không có uy hiếp đối với nhân tộc tùy tiện khai thiên cảnh nào đều có thể tiêu diệt. Hắn muốn tìm đến chỗ trung tâm của mặt xào, vào đó điều tra tình hình các chiến khu khác. Đại diện chiến khu, xem như triệt để đã bình định mặt tộc, chiến khu khác như nào không ai biết. Tùy nói nhân tộc chuẩn bị rất nhiều vì lần đại chiến này, phá tà thần mâu nhất định rực rỡ hào quang. Nhưng trên chiến trường, thế cục thay đổi trong nháy mắt. Trước khi tin tức xác thực truyền đến ai không dám cam đoan nhân tộc có thể toàn thắng. Giữa các đại quan ải đúng là có thể truyền tin tức với nhau. Nhưng ngay bây giờ, Dương Khai muốn biết mặt tộc đang ra sao. Đây càng có thể trực quan điều tra tình huống của các chiến khu khác. Lúc này Dương Khai cảm thấy may mắn không gì sánh được. Vì khi ấy không triệt để hủy đi mặt sao này. Nếu không, bây giờ thật đúng là không có cách gì tốt rất nhanh hắn tìm được chỗ trung tâm mặt sao. Mặt chi lực cuồn cuộn chi địa, Dương Khai tìm một vị trí khoanh chân ngồi. Lúc trước, hắn nhiều lần tiến vào không gian của lãnh chúa mặt sao hoặc vực chủ mặt sao. Nhưng vương chủ mặt sao thì đây là lần đầu tiên. Có lẽ cũng không có gì khác biệt. Rộng mở tiểu càng khôn, mặc cho mặt sao thôn về thiên địa vĩ lực. Lấy thiên địa vĩ lực làm cầu nối tâm thần câu kết ý chí của mặt sao. Chớp mắt sau, Dương Khai đến trong một chỗ không gian thật lớn. Hắn không hiển lộ thần hồn linh thể, hắn là nhân tộc, thần hồn linh thể quá rõ ràng. Chỗ này đều là mặt tộc, rất dễ bị bại lộ. Thần hồn của hắn khi này giống như viên cầu, loại hình thái này không hiếm lạ. Rất nhiều mặt tộc trong không gian mặt sao đều lấy loại hình thái này mà hiện thân. Vừa mới nhập nơi đây, Dương Kha liền phát giác thần niệm xung quanh hỗn loạn, cũng liền tiếp thu được nhiều tin tức. Nhân tộc khi thế hùng hăng, không biết nghiên cứu ra bí bảo mới gì, tách ra quang mang tinh khiết, có tính khắc chế cực mạnh đối với mặt chi lực. Mặt vật chủ, duy trướng bộ vương chủ, tử thương thảm trọng. Hiện viên chiến khu, cầu viện, đại quân tử thương thảm trọng, bị vương chủ nào có thể lĩnh quân trợ giúp hay không? nhân tộc công Vương Thành. Vương Thành rằng ngập nguy hiểm rồi. Nhân tộc điên rồi, ngay cả quan ải đều di chuyển đến đây. Thành minh chiến khu không thủ được rồi. Cứu! Từng đạo thần niệm cấp tốc giao lưu, truyền ra tin tức khiến cho mặt tộc tuyệt vọng. Đại đa số thần niệm đều lộ ra sự bối rối. Hiển nhiên thế cục khắp các chiến khu cực kỳ bất lợi đối với mặt tộc. Rất nhiều chiến khu, ngay cả Vương Thành đều sắp không thủ vững chỉ có số ít mấy thần niệm coi như trầm ổn. Chỉ có điều cảm nhiễm không khí xung quanh, bao nhiêu cũng có phần bất an. Đại chiến lần này là toàn diện viễn chinh. Hơn 100 chỗ chiến khu, hơn 100 chỗ quan ải, mấy trăm vạn tướng sĩ nhân tộc cùng nhau xuất động. Thái độ nhân tộc rất rõ ràng, trận chiến này không thành công thì thành nhân. Có lợi thế quan ải, đại sát khí phá tà thần mâu lại thêm ưu thế mấy trăm năm qua không ngừng góp nhặt. Đại đa số chiến khu, đại quân nhân tộc hát vang tiếng mạnh, đánh cho mặt tộc không hề có lực hoàn thủ. Phá tà thần mâu được đại lượng vận dụng, dẫn đến lãnh chúa vực chủ thương vong thảm trọng. Mà thiếu đi lãnh chúa cường vực chủ tỏa trấn, bác phẩm bất đi rất là nhiều cản trở. Chỉ cần các bác phẩm đánh ra ưu thế trên chiến trường, bọn họ có thể hội tụ nhân thủ đi viện trợ cho lão tổ liên thủ vây công vật chủ, lại hoặc sai người đi phá hư vườn chủ mặt sao. Thắng bại trong một trận chiến thường thường là do ưu thế từ trên một điểm nào mở ra, cho nên mỗi một chỗ chiến khu, mặt tộc đều thế cục bất ổn, chiến khu hơi yếu. Vương Thành đều sắp bị công phá, bất đắc dĩ phải ra ngoài cầu viện. Nhưng lúc này, có chỗ chiến khu nào có thể trợ giúp nơi khác, bọn hắn lo thân mình còn là khó khăn. Còn nữa, cho dù có năng lực trợ giúp, khoảng cách xa xôi, trợ giúp là chuyện không thực tế. Dương Khai nghe, tâm tình vui vẻ. Nhân tộc thắng, đại thắng rồi. Thần niệm hỗn loạn, xen lẫn tin tức kinh hoàng, để mặt tộc bất an, không ngừng mà giao lưu, làm cho cả không gian đều bị tuyệt vọng bao phủ. Dương Khai mừng thầm, mặt tộc áp chế nhân tộc nhiều năm như vậy, nhiều lần xâm chiếm quan ải nhân tộc. Bây giờ rốt cuộc được nếm mùi vị, bị người khác đánh tới cửa nhà Quả nhiên là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây Dương Khai tạm thời còn không nghe được tin tức Chỗ chiến khu nào có Vương Thành bị công hãm, Vương Chủ bị giết Nhìn như vậy, đại diễn chiến khu xem như tiến độ nhanh nhất Cũng không khó hiểu, 200 năm trước Đại diễn quân thu phục đại diễn đã xem như trọng thương mặt tộc Thời kỳ đó, số lượng vật chủ bị giết cũng không ít. Ngay cả vương chủ cũng trọng thương mãi mà không khỏi. 200 năm, mặt tộc đại diễn chiến khu còn chưa khôi phục nguyên khí. Đại diễn quan đã tới công thành. Dưới thế cục này, đại diễn chiến khu tất nhiên có thể trở thành chiến khu thứ nhất, triệt để đánh hạ mặt tộc. Chiến khu khác mặc dù tiến độ kém hơn, nhưng muốn thắng hẳn là không phải việc khó. Về phần chiến quả có lớn như đại diễn hay không, vậy phải xem thực lực. Cũng không biết, lúc này nếu mình rống lên, mặt chiêu đã chết, những mặt tộc này sẽ có phản ứng gì. Trong lòng đang nghĩ như vậy, Dương Khai chợt giật mình, chú ý một bên khác. Vừa rồi lúc hắn tiến vào, liền bị những thần niệm hỗn loạn kia hấp dẫn. Nhất thời lại không chui đến tình huống một bên khác. Bây giờ quan sát mới sinh ra cảm giác khác thường. Chỗ đó vậy mà tụ tập hơn 20 đạo thần hồn linh thể, vô thành vô tức, không hỗn loạn hay có cảm xúc sợ hãi. Hơn 20 đạo thần hồn linh thể an tĩnh như tử vật, tạo thành sự chênh lệch cực kỳ rõ ràng so với những thần hồn linh thể đang giao lưu kia. Cũng chính bởi vì bọn hắn an tĩnh, cho nên Dương Khai mới không thể ngay đầu tiên chú ý đến bọn hắn. Toàn bộ không gian mặt sao chia làm hai bộ phận phân biệt rõ ràng. Một phần là những thần hồn linh thể bôi rối truyền tin tức ra phía ngoài cầu viện. Một phần khác chính là những thần hồn linh thể an tĩnh đến quỷ dị này. Khi Dung Khai chú ý đến bọn hắn chợt thấy kỳ quái, bỗng sinh ra cảm giác không cần đối. Sau một khắc, hắn ý thức được loại không cần đối này đến từ đâu. Số lượng không đúng. Nhân tộc danh sưng 108 chỗ đồng thiên phúc địa, mỗi một chỗ đồng thiên phúc địa đều đối ứng số lượng chiến khu. Số lượng chân thực không như vậy. Bởi vì long tộc long đàm, phượng tộc phượng xào, chiếm cứ hai danh ngạch động thiên, mà hai tộc long phượng trấn thủ trong bất hồi quan. Nói cách khác, toàn bộ mặt chi chiến trường hẳn là có 106 chỗ chiến khu. Dương Khai không có đếm kỹ, nhưng những thần hồn linh thể tụ tập một chỗ, thần niệm giao lưu kia, đúng là có khoảng hơn 100. Những thần hồn linh thể này đã có thể đi vào nơi đây, vậy mang ý nghĩa bọn hắn là vương chủ mặt xào của chiến khu mình. Thế nhưng, 20 thần hồn linh thể kia thì sao? Bọn chúng lại đến từ đâu? Chương 5377 Dương Khai thử âm thầm điều tra cường độ những thần hồn linh thể kia. Hắn ngay lập tức giật mình những thần hồn linh thể kia an tĩnh, cứ việc tất cả nội liễm lại vô cùng cường đại, kể cả dương khai cũng không bằng. Thần niệm của hắn có trình độ bác phẩm, trên đời này, thần niệm có thể mạnh hơn hắn, ngoài trừ lão tổ thì chỉ có vương chủ. Đây là thần hồn linh thể của hơn 20 vương chủ. Dương khai kinh hải. Tại sao có thể có vương chủ ở đây, hơn nữa còn nhiều như vậy, chuyện này rất không bình thường. Phải biết, Bây giờ các đại quan ải đều đã tập kích vương thành. Vương chủ khẳng định phải tòa trấn vương thành thống lĩnh toàn cục. Nói không chừng còn phải kịch đấu cùng với lão tổ. Nào có thời gian tòa trấn trong mặt sao? Trong lúc kịch chiến, cho nói một vị vương chủ, chính là vực chủ, cũng là lực lượng không thể thiếu trên chiến trường, sẽ không bị để không trong mặt sao. Hơn 100 vị thần hùng linh thể biểu hiện hoảng hốt kia không cường đại đều chỉ có trình độ lãnh chúa đây mới là hiện tượng bình thường còn chuyện này là sao dương khai nghĩ mãi mà không rõ cũng không cho phép hắn suy nghĩ gì nhiều có lẽ là bởi vì hắn điều tra kinh động đến những vương chủ kia lúc này có một đạo thần niệm dò xét tới hắn dưới uy áp cường hoành dương khai khẽ rung tan rã ra chỗ thường thế bị cử phỏng mặc đồ kia chém còn chưa triệt để khôi phục nào chịu được trùng kích không chút kiên kỵ như vậy. Cũng may, khẩn thời... Kh... Cũng may vào thời khắc khẩn y hút quan đầu, hắn vội vàng tụ thần hồn mơ mới không xuất hiện sơ hở. Trong ý thức xuất hiện một tin tức. Người đến từ chiến khu nào? Rõ ràng là đối phương hỏi thăm. Dương Khai trả lời không chút suy nghĩ. Khởi bẩm đại nhân. Ta từ đại diễn chiến khu đại diễn chiến khu ra sao rồi dạ tình huống không tốt lắm vườn chủ đại nhân đang huyết chiến cùng lão tổ nhân tộc không phải là đối thủ còn xin chưa về đại nhân nhanh chóng đến giúp dương khai nói xong đối phương rõ ràng ngơ ngác mang theo nghi hoặc dò hỏi không phải nói mặt chiêu đã vẫn lạc rồi sao xong rồi lúc này dương khai mới kịp phản ứng tình hình đại diễn đã có mặt tộc ở chỗ này báo cáo trước. Mặt chưa bị giết, động tĩnh rất lớn. Khi ấy mặt tộc tọa trấn vương chủ mặt xào, khẳng định có thể cảm giác. Thần niệm vật chủ... Không đúng, ngươi là nhân tộc. Thần niệm kia bỗng kịp phản ứng, chớp mắt sau, lực lượng bành trướng khắp toàn bộ không gian mặt xào này. Mà ngay khi đối phương sinh nghi, Dương Khai đã chuẩn bị rút khỏi không gian này ngưng ưng đối không thích đáng đối phương đã xin nghi. Nơi này đương nhiên không có khả năng ở lâu. Khi đối phương bộc phát thần niệm, Dương Khai đã rời không gian này, chỉ vừa đúng lúc bị Dư Ba quét trúng. Dù là vậy, đến khi hồi thần, Dương Khai cảm thấy đau đầu muốn nứt, cảm thấy thần niệm tổn hao nhiều. Trước đó bị cự phẩm mặc đồ kia chém thương thần hồn còn chưa khỏi hẳn, lại bị một vương chủ công kích. Nếu không phải ôn thần liên che chở, sợ rằng đã thân vẫn đạo tiêu. Dương Khai lại không có thời gian đi để ý đến thường thế, lập tức đứng dậy phóng ra ngoài, thôi động không gian pháp tắc, dây lát đã đến đại diễn quan, lao thẳng đến truyền tống đại trận. Lúc này truyền tống đại trận là một mảnh bận rộn, nơi này ngày thường chỉ có mấy khai thiên cảnh lưu thủ, giờ lại có hơn 10 người. Giờ lại có hơn 10 người quan mang đại trận thỉnh thoảng lấp lóe mỗi một lần quan mang lấp lóe đều sẽ có một viên ngọc giản xuất hiện hiển nhiên là tình báo từ quan ải khác truyền tống tới lúc dương khai tìm đến rất nhiều khai thiên cảnh nơi này đều sắc mặt vui mừng không gì khác chiến báo truyền tới mỗi một chỗ chiến khu đại quân nhân tộc đều chiếm cứ ưu thế có mấy chiến khu đã sắp công phá được vương thành Thấy Dương Khai vội vàng chạy đến sắc mặt cũng không thích hợp. Một vị thất phẩm tỏa trấn nơi này vội vàng nghênh tiếp. Dương sư đệ có việc sao? Dương Khai cô nén đau đớn tê tâm liệt phế, cắn răng nói. Nhanh, đưa tin cho các đại quan ải. Mặt tộc ngoài trừ, lực lượng trên mặt nổi. Còn có ít nhất 20 vương chủ mai phục. Báo cho các lão tổ phải cẩn thận a à. Thất phẩm kỳ nghe thì quá sợ hãi tin tức này có chuẩn xác hay không? Dương Khai đáp. Vừa rồi ta xâm nhập không gian vương cấp mặt sao. Ở nơi đó thấy được có hơn 20 thần niệm vương chủ lưu thủ. Lúc này bọn hắn không có tham chiến. Khẳng định đang đợi tin tức. Tùy thời cho các lão tổ một kích trí mạng. Trên chiến trường, vương chủ ẩn tàng uy hiếp thật sự quá lớn. Ba vạn năm trước, đại diễn quan tại sao thất thủ, lại ngay cả hôm nay, cựu phẩm mặc đồ kỳ ẩn sát, cũng là muốn làm vậy. Chỉ may tuyết lan đội trước khi chiến tử có truyền ra cảnh cáo, để cho tiểu tiếu lão tổ có lòng đề phòng, lúc này mới không để cho cử phẩm mặc đồ đắc thủ. Có thể nói tin tức mà tuyết lan đội thời khắc sống còn truyền về cực kỳ trọng yếu. Nếu không có đạo tin tức kia, đại diễn chưa chắc sẽ có chỗ đề phòng. Trận chiến này cũng sẽ không được thuận lợi. Đại diễn quan thất thủ, vẹn vẹn chỉ là một vị vương chủ ẩn tàng, bây giờ lại có ít nhất 20 vị. Nếu thật để mặt tộc đạt được mục đích, vậy lão tổ nhân tộc sợ rằng đều phải tử thương thảm trọng. Một khi mất đi chiến lược cấp bậc này, đại quân nhân tộc hậu quả đúng là đáng lo. Ngày Dương Khai nói như vậy, đông đảo Khai Thiên mới vừa còn hớn hở ra mặt, bây giờ lập tức sắc mặt đại biến. Thất phẩm kỳ quát. Nhanh nhanh nhanh, nhanh truyền tin tức từng viên ngọc giản lập tức được in dấu xuống tình báo khẩn cấp này. Quan mang truyền tống đại trận không ngừng lấp lóe, mang ngọc giản đến các đại quan ải. Đến khi tất cả ngọc giản được truyền tống đi, đã là nửa canh giờ sau. Trong đại điện, tất cả mọi người nín thở ngưng thành, đã không còn vui vẻ như vừa rồi. Bầu không khí trở nên ngưng trọng, mọi đôi mắt nhìn chăm chăm trận pháp truyền tống, sợ bỗng truyền đến một tin tức bất lợi cho nhân tộc. Dương Khai lại câu mày, thần hồn hai lần bị thương, đầu đau muốn nứt, ngay cả tư duy đều bị ảnh hưởng. Vừa rồi nhìn thấy hơn 20 vương chủ, phản ứng đầu tiên là mặt tộc có mai phục, cho nên vội vàng chạy tới đây đưa tin. Nhưng giờ tỉ mỹ ngẫm lại, hình như không đúng, tình huống có khả năng không giống như mình nghĩ đúng vào lúc này có một cổ khí tức cường hoành lao đến trong nháy mắt bay lên trên không đại diễn khí tức kia không che lấp chút nào các tướng sĩ lưu thủ đại diễn đều có chỗ phát giác dương khai ra ngoài điện ngẩng đầu lên nhìn thấy tiêu tiếu lão tổ đứng giữa hư không mái tóc tung bay quần áo mặc dù lan lỗ vết máu thần thái lại chiếu sáng rạng rỡ cảm nhận được ánh mắt của hắn tiêu tiếu lão tổ cúi đầu trong khẽ gật đầu rồi cao giọng quát Đại thắng Đại thắng, hai chữ đơn giản, lại đã bao hàm gian khổ đối kháng vô số vạn năm qua. Vô số nhân mạng đã bỏ ra, nhiều đời người chua xót cố gắng. Nhân tộc thắng Chiến khu khác tạm thời không có rõ ràng ra sao. Tối thiểu nhất, đại diện chiến khu đã thắng. Các tướng sĩ nhảy cẩn hoang hô. Đại quân truy sát mặt tộc cũng lần lượt chạy về, cũng gào thét hồ to, như thể muốn phát tiết tất cả biệt khuất của vô số năm này. Toàn bộ đại diễn đều rung rẩy trong tiếng hoàng hồ hội tụ như nước thủy triều. Tiêu tiếu lão tổ biến mất, qua một lát, xoay tròn đại diễn quan một mực chậm chậm, rốt cuộc ngừng. Nơi trọng yếu, năm vị bác phẩm mệt mỏi co quắp, từng người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức phụ phím. Chính như Dung Khai phỏng đoán, năm vị bác phẩm này tọa trấn hạch tâm, không có lão tổ tiếp nhận bọn hắn căn bản không có cách nào rời đi bây giờ tiêu tứ lão tổ quay về trợ sức cho bọn hắn bọn hắn mới được nghỉ ngơi bên trong quan tiếng hoàng hô tiếp tục không dứt tiêu tứ lão tổ đi đến trước mặt dương khai xảy ra chuyện gì nàng vừa về liền phát giác ra sắc mặt của dương khai không đúng đây không phải là bởi vì thụ thương mà là xảy ra điều gì ngoài ý muốn rồi dương khai liền báo cáo phát hiện trong không gian mặt xào Tiểu tiểu lão tổ nghe thì nhíu chặt mày. Người cảm thấy những vật chủ kia là để mai phục cử phẩm chúng ta sao? Dương Khai đáp. Trước đó ta cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ xem ra, nếu bọn hắn thật sự muốn mai phục các cử phẩm, sẽ không phải lưu thủ trong mặt xào, mà hẳn là tìm phục trong chiến trường mới đúng. Đây là chỗ không đúng mà về sau hắn mới cảm thấy. Lưu thủ mặt xào có thể làm được gì muốn đối phó cử phẩm, tìm ẩn chiến trường, đột nhiên gây khó khăn mới là lựa chọn tốt nhất. Tiêu tiểu lão tổ khẽ gật đầu. Không sai, hơn 20 vương chủ, không phải tiểu lực lượng. Đó đã đủ quét ngang bất luận chiến khu nào. Nhưng bọn hắn nếu không phải vì phục kích cử phẩm, thì vì điều gì? Đây cũng là chỗ mà đệ tử không có hiểu. Tiêu tiểu lão tổ cũng nghĩ mãi mà không ra hết thảy Dương Khai thấy trong không gian mặt xào thật là quỷ quyệt. Trong chốc lát, tiểu tiểu lão tổ bỗng đưa tay đánh ra một đạo khí cơ vào trong hư không. Khí cơ kia nhập sâu trong hư không, ầm vang, nổ tung bạo khởi tia sáng chói mắt. Dương Khai đoán, đây là tín hiệu triệu tập đại quân khải hoàng. Đại quân truy sát mặt tộc rời đi đã được 2-3 ngày, có thể giết hẳn là đều đã giết, giết không được có đuổi tiếp cũng là vô dụng. Làm xong việc này tiêu tiếu lão tổ mới nói. Chờ đi. Đầu chúng ta không đủ dùng. Chờ hạng đầu to với mẻ đầu to quay về. Bọn hắn nhất định sẽ có ý tưởng khác. Chợt, lão tổ lại hiệu lệnh. Chuẩn bị sẵn sàng truyền tống đại trận. Tùy thời, chuẩn bị truyền tống bác phẩm nhập các nơi chiến khu để trợ chiến. Tuần lệnh. Trong đại điện, chúng khai thiên ầm vang đồng ý trong đại diễn quan một mảnh tường đổ vách siêu. Trước đây, lúc tấn công tập kích Vương Thành, đại diễn tạo phản kích ngộ trước nay chưa từng có. Chính là lão tổ tự mình tỏa trấn, phòng hộ cũng bị đánh ra nhiều chỗ tổn hào. Mặt tộc công kích toàn bộ đại diễn quan, tất cả kiến trúc đều bị đánh thành bột mịn. Bây giờ trong đại diễn quan, ngoài trừ mấy vị trí cực kỳ trọng yếu như đại điện truyền thống còn bảo tồn hoàn hảo ra, chỉ còn lại anh Linh Bia và chỗ nghỉ trang không có chịu ảnh hưởng. Trận chiến này đại diễn thắng, nhưng cái giá phải trả tuyệt đối là không có nhỏ. Hai ngày sau khi tứ tiếu lão tổ phát ra tín hiệu triệu tập khải hoàng, các tướng sĩ truy sát mặt tộc lục tục ngon ngoe quay về. Sau chiến đấu, đại diễn cũng dần dần có sinh khí. Tại trang viên thần hy, một mảnh hỗn độn, Dương Khai trở về Tùy ý tìm một nơi ngồi xuống chữa thường. Thần niệm bị hao tổ nghiêm trọng sinh ra ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đối với tư duy. Mà cảnh tượng trong không gian mặt xào kia làm cho hắn trăm mối vẫn không có lời giải. Hắn cảm thấy mình giống như đã không để mắt đến thứ gì rồi. Kim ý trên thương tích nhục thân, được tiêu tiếu lão tổ xuất thủ hóa giải. Hai ngày thương thế cũng tốt lên rất nhiều. Long mạch chi lực cường đại, hắn không cần quá mức quan tâm đến với thương bỗng Dương Khai mở mắt, nhìn về phía trước. Một đám khuôn mặt quen thuộc khắc sâu vào trong tầm mắt. Thần Hy trở về, nhân số lại ít đi rất nhiều. Thần Hy đầy biên 50 người, không tính Dương Khai và Phùng Anh đã tấn thăng bác phẩm, chừng 48 người. Mà giờ khắc này quay về chỉ có 31. Trong thất phẩm cũng chỉ vẹn vẹn, chỉ còn có thẩm ngao, ngư tử du, bạch nghệ, huyết nha cùng miêu phi bình. Thiếu đi Ninh Kỳ trí và Nhậm Bẩm Bạch. Người trở về đều toàn thân đẫm máu, thương thế nặng nhẹ không đồng nhất. Mặc dù đã sớm biết trận chiến này thần hy không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hao, bởi vì đây là trận chiến cuối cùng, thần hy trước đây còn phải đánh với một vực chủ, tử thương là không thể tránh. Nhưng khi nhìn thấy chỉ có từng người này quay về, vẫn đau lòng tột cùng. Nhất là Ninh Kỳ Chí vị nguyên lão thần hy này lần trước trọng thương ngã gục, thật vất vả nhặt về một mạng, lần này là không thể mang theo chiến thắng quay về. Từ ngày thần hy sáng tạo cho tới nay, gặp phải vô số chiến dịch lớn nhỏ, ngoài trừ 200 năm trước trận chiến thu phục Vương Thành, kỳ thái sơ hy sinh, căn bản là chưa từng xuất hiện thương vong. Vậy mà hôm nay, toàn bộ tiểu đội lại giảm mất hơn ba thành thần hy có thể nhiều lần toàn thân trở ra, Dương khai có ảnh hưởng rất lớn. Thực lực của hắn siêu quần, nghiền ép cùng dai. Còn hắn, nguy hiểm mà các thành viên thần hy gặp sẽ rất nhỏ. Thường thường nguy cơ chưa đến đã bị hắn hóa giải mất. Nhưng đại chiến hôm nay, hắn không thể sánh vai với thần hy. Bởi hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Vương chủ cấp mặt xào bị hắn đánh sập. Những vật chủ mặt xào là do hắn hủy xa không cùng cửu phẩm mặc đồ bị hắn tự tay giết. Thiếu đi trụ cột vững vàng này, thực lực thần hy giảm lớn. Trong chiến trường hỗn loạn như vậy, thực sự không thể cam đoan tất cả mọi người đều được an toàn. Thẩm Ngao cầm đầu ôm quyền, trầm giọng nói. Thần Hy Thẩm Ngao, mang theo đội trở về, may mắn không làm nhục mệnh. Trận chém vực chủ một vị, lãnh chúa 34 dưới lãnh chúa hơn 5.000. Kết cục của vực chủ kia không khác lão quy đội, bị tiêu tiếu lão tổ tiện tay đánh thành trọng thương, sau bị bọn người thẩm ngao diệt sát. Sau đó đại quân mặt tộc tan tác chạy, thần hy cũng phấn khởi đuổi địch, giết địch vô số. Đến khi lão tổ truyền ra tín hiệu, bọn hắn mới trở về. Dương Khai khẽ gật đầu. Vất vả cho chư vị rồi, trận chiến này Đại diễn ta đại thắng, đại diễn chiến khu xem như triệt để bình định. Đi chữa thương đi. Không ai nói về người chết trận, không phải lãng quên mà là không cần thiết. Tất cả tướng sĩ đặt chân mặt chi chiến trường đều không để ý sinh tử. Chết không đáng sợ, đáng sợ là chết không có ý nghĩa. Tràng viên hoàn toàn yên tĩnh, hơn 30 người an tĩnh tu dưỡng, Dương Khai thở dài trong lòng trận chiến này thật sự khốc liệt nằm trong dự tính cũng ngoài ý liệu ngay cả thần hy đều tàn tật như vậy các đội phổ thông thì sao đại diễn quân sau trận chiến này lại bao nhiêu người có thể may mắn còn sống sót trong chiến trường khi tức từng vị vật chủ tàn lụi dương khai cũng đồng thời cảm nhận đồng tĩnh của các tác phẩm khai thiên vẫn lạc chiến tranh cho tới bây giờ không có chuyện không chết người nhất là loại chiến dịch liên lụy đến tương lai của hai tộc tử thương là to lớn nhất nhưng tất cả hy sinh đều là đáng giá hy sinh hôm nay có thể đổi lấy an bình cho ngày mai các tiền bối nhiều đời hy sinh vì chính là không muốn để cho bọn hậu bối tiếp tục đạp vào lữ trình gian khổ của bọn họ người sống sót hưởng thụ vui sướng thắng lợi người chết cũng sẽ được ghi khắc dương khai tĩnh tâm chữa thương cho thứ khi tiểu tiểu lão tổ đưa tin triệu hoán. Kết thúc tập 1149 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.